Cầu thủ 16 tuổi của đội tuyển Hàn Quốc đi vào lịch sử World Cup. Kaseife, 16 tuổi 26 ngày, đã vượt qua kỷ lục của Ifeanyi Chiji lập nên cách đây 24 năm. Để đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup nữ, Kaseife đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup nữ khi được tung vào sân trong trận thua đội tuyển nữ Hàn Quốc thua. Đội tuyển nữ Colombia 0-2 ở trận ra quân bảng H. Ở trận đấu này, Kaseife được huấn luyện viên Colin Bell trao cơ hội khi tung vào sân ở phút 78 thay cho Treasury. Kaseife, tên đầy đủ là Kaseji Jinfe, sinh ngày 29 tháng 6 năm 2007 tại Mỹ. Khi được tung vào sân, cầu thủ trẻ này 16 tuổi 26 ngày phá vỡ kỷ lục của Ifeanyi Chiji lập nên cách đây 24 năm. Ifeanyi Chiji lập kỷ lục thời điểm cô 16 tuổi 34 ngày khi vào sân thi đấu cho đội tuyển nữ Nigeria gặp đội tuyển nữ Triều Tiên tại World Cup nữ 1999. Kaseife thi đấu nỗ lực trong gần 20 phút góp mặt trên sân, nhưng tiếc rằng đã không thể tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển nữ Hàn Quốc. Ở trận đấu vừa kết thúc, đội tuyển nữ Hàn Quốc dù được đánh giá khá cao nhưng đã để thua 0-2 trước đội tuyển nữ Colombia. Bởi các bàn thắng của Maria Catalina Admin Pineda và Linda Lizeth Caicedo Alegria, trận thua này khiến đội tuyển nữ Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước và không loại trừ khả năng dừng bước từ vòng bảng khi mà họ còn phải đối đầu với đội tuyển nữ Đức ở lượt cuối, bảng H. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến trận gặp Đức, đội tuyển nữ Hàn Quốc cần phải giành chiến thắng trong trận đấu với đội tuyển nữ Maroc ở lượt trận thứ vào ngày 30 tháng 7 tới.